Mấy cái tờ báo với mấy cái kênh truyền hình ở bên Việt Nam họ thông tin, họ nói ở bên Nam Hàn, ở bên Nhật Bản, ở bên Singapore, mấy cái nước văn minh họ chẳng cho học sinh của họ đi học bình thường trong cái cơn đại dịch cúm Vũ Hán, mà họ không có viết rõ ra cái chi tiết là tại sao những cái nước này người ta tự tin. Họ không có viết chi tiết, tại vì họ viết là họ ví dụ như trung thực đi, họ nói đi ở bên Singapore với bên Nhật Bản họ có một cái nền y tế hùng hậu, họ có thuốc men đầy đủ, họ có những cái thiết bị, những cái máy kiểm duyệt, kiểm tra những hành khách nào quốc tế vào sân bay, họ có những cái máy họ thu lại, họ đo nhiệt độ đồ, các bạn biết không? Họ không có viết rõ ra, họ chỉ có muốn so sánh lấy cái mấy nước người ta có các bác sĩ giỏi, thuốc men đầy đủ, các bạn biết không? Thì những cái nước này là người ta gọi là tiếng Mỹ nó gọi là confident, thì người ta có một cái hệ thống kiểu như là điều hành quốc gia của người ta, người ta muốn gửi cái thông điệp tới cho người dân của người ta là người ta kiểu như là ngừa được cái bệnh Vũ Hán, giống như người ta chống được, người ta ngừa được. Đó, người ta muốn gửi cái thông điệp tới cho toàn dân của nước người ta. Còn ở nước Việt Nam của mình là một cái nước coi như là thật sự mà nói thì các bạn nghĩ là mình có thành kiến, mình nói nặng. Chứ nói về có một cái số người mà người ta có tầm nhìn đó. Việt Nam của mình hiện bây giờ thật sự mà nói là một cái tỉnh của chủ Trung Quốc, mà nó cũng như là Hồng Kông với Macau, nó tự trị như vậy mà thôi. Đó, cho nên có một số quốc tế đó người ta bị gọi là bị tuyên truyền, người ta không có hiểu về cái nước Việt Nam là một cái tỉnh của Trung Quốc. Nếu mà người ta có cái nhìn người ta có một cái hiểu biết là Việt Nam là một cái tỉnh của Trung Quốc thì quốc tế người ta cũng chả đến Việt Nam, tại vì ở bên Trung Quốc họ có một cái đại dịch cúm Vũ Hán, thì Việt Nam là một cái tỉnh, nó chẳng qua nó là một cái tự trị thôi. Đó thì ở bên Việt Nam báo chí nói Singapore đồ, Hàn Quốc, Nam Hàn đồ, Nhật Bản đồ, người ta cho học sinh của người ta đi học. Còn cái Việt Nam của mình kiểu như ý là người ta không nói rõ ra tại sao ở Việt Nam mình cấm, nhưng mà đại khái cái tờ báo họ muốn so sánh là như vậy đó, nhưng mà họ không có viết rõ ra. Bởi vậy mình tiếc cho những ai mà đọc tin tức mà đọc á, để mình coi họ dở cái trò quái gì, để coi họ nhồi sọ dân của họ làm sao. Chứ những cái tờ báo mà các bạn càng tin á, là các bạn không có được dân trí cao, không có được thông minh. Đó thì mình đưa cái ví dụ tại sao mà ở Việt Nam của mình là một cái tỉnh của Trung Quốc. Thì như các bạn biết đó, lịch sử của Việt Nam của mình đó, ngày xưa đó là thời mà bắt đầu lập quốc đó, là Việt Nam của mình nói được cái tiếng Trung Quốc, và đồng thời viết chữ đó, cũng viết chữ Hán, cũng viết được những cái chữ tiếng Mỹ, nó gọi là character đó. Character là cái chữ mà mình viết theo theo người Trung Quốc đó. Thì cha ông của mình đó, thời bấy giờ đó, không có muốn Việt Nam của mình thuộc lệ Trung Quốc, không có muốn có những cái bằng chứng gì để cho Trung Quốc họ đưa ra là Việt Nam của mình là một cái thành phần, một cái bộ phận không tách rời của họ. Là nó như thế này, dân Trung Quốc ở bên Đài Loan á, người ta đi qua cái đảo phải không, thì bây giờ người ta lập ra một cái quốc gia riêng. Mà cái thằng Trung Quốc á, nó lúc nào nó cũng nói là cái bằng chứng á, dân Đài Loan á, là một bộ phận không tách rời của nó, là của Bắc Kinh á, là cái bằng chứng á, là người ở trên đảo Đài Loan vẫn viết chữ Hán, vẫn nói tiếng Bắc Kinh. Bởi vậy vì sao mà có một số các bạn ở Việt Nam không hiểu tại sao ở bên Hồng Kông người ta bằng mọi cách là người ta sẽ nói cái tiếng Cantonese, cái tiếng Hồng Kông, mặc dù là người ta là người Trung Quốc mà người ta không có nói tiếng phổ thông, người ta không có nói tiếng Mandarin,
Rồi bên Singapore đó thì các bạn không hiểu tại sao người Singapore, người ta người Hoa, nhưng mà người ta thích đi ra đường, người ta thích nói tiếng Tàu. Đó là cái lý do, đó là người Singapore người ta không có muốn dính líu, người ta không có muốn làm một cái bằng chứng gì là giống như người Tàu. Nếu mà người Singapore mà người ta, mặc dù là thế giới người ta nhìn vô Singapore với lại Đài Loan, Hồng Kông đồ, người ta nói đó là người Tàu, nhưng mà người Singapore đó người ta đi ra đường là người ta nói tiếng Anh không à. Người ta, bởi vì có nhiều khi các bạn thắc mắc, các bạn nói ủa sao mấy cái người này Singapore người Tàu không nói tiếng Tàu đi, còn phải đặt nói tiếng Anh, các bạn biết không? Tại vì người ta không có muốn đất nước của người ta là một cái phần lãnh thổ thuộc lệ của người Tàu. Người Hồng Kông cũng vậy, người ta nói cái tiếng Cantonese, chứ người ta không có nói cái tiếng ở trong nội địa của Bắc Kinh. Đó thì cha ông của mình ngày xưa đó không có muốn có cái bằng chứng gì để mà dính líu với bọn Tàu đó. Thì cha ông của mình mấy dần dần đó là mấy Pháp lúc đó với đô hộ đó là mình đổi qua cái tiếng Việt của Nam của mình, rồi mình viết chữ cũng ABC nữa, mình chả có viết những cái chữ của Tàu. Nhưng mà trên thực tế là ngày xưa là mình nói tiếng Tàu, mình viết chữ Tàu, cái đó là cái sự thật chứ không thể nào chối cãi được. Đó vì cái lý do mà mình muốn nói tiếng Việt, mình viết chữ ABC tiếng Việt thì để mà mình không có cái dấu vết, không có bằng chứng. Ví dụ như bây giờ đi, lỡ như thằng Trung Quốc nó khùng lên, nó đi ra thế giới, nó xâm chiếm Việt Nam mình, nó nói ê quốc tế, Việt Nam, nước Việt Nam là một bộ phận không tách rời, hồi xưa cái tụi này là cái tụi Hán như vậy đó, họ đi qua Việt Nam đồ, họ lập quốc, nhưng mà họ vẫn là người của tao, các bạn biết không? Đó thì để làm sao mà mình ra mình cãi trên quốc tế chứ tò mình thắng được, là mình nói ủa Trung Quốc Bắc Kinh mày nói Việt Nam của tụi tao là một bộ phận không thể tách rời của tụi mày, vậy tại sao tụi tao nói tiếng Việt không nói tiếng Tàu? Nếu mà tụi tao, mày nói tụi tao là người của mày, tại sao tụi tao có cái ngôn ngữ khác, viết cái tiếng khác? Các bạn biết không, thì ông tò sẽ xử cái thằng Trung Quốc là cái thằng thua. Bởi vậy có một số em trẻ sống cả đời ở Việt Nam, nó bị đào tạo từ ở trong cái lớp mẫu giáo đi lên, nó rồi cái bây giờ cái họ không có hiểu đất nước Việt Nam của mình nó là một cái tỉnh, cái bắt đầu cái mấy cái em này á không có hiểu, cái đi học tiếng Tàu tiếng Trung vậy đó, cái bắt đầu đi qua bên Vũ Hán đồ công tác đồ ở bển gì đó. Nhưng mà họ không có biết là cha ông của mình đã gầy dựng lên đất nước công phu biết bao nhiêu xương máu để mình không có nói tiếng Tàu, mình không có viết chữ Tàu, để mình làm một cái đặc thù riêng là người Việt Nam của mình, là một cái bằng chứng. Đó bây giờ cái tụi Tàu nó đi cái chiến lược là sao? Nó muốn ăn tầm nhà tơ, nó muốn cấy người Việt Nam của mình dần dần là phải nói tiếng Tàu, phải không? Đó bởi vì họ đưa dân của họ qua làm việc nói tiếng Tàu trên quê hương của mình, rồi lấy vợ lấy chồng sanh con đẻ cái, gọi là chuyển biến quá đó. Thì ở trong cái mấy cái đảng Việt Nam mà mấy cái ông tay sai cho Bắc Kinh là mấy cái ông đó hiểu hết đó, trong đầu của mấy ông hiểu hết đó. Nhưng mà tại vì mấy cái ông này nửa muốn kiểu như là nửa muốn giống như là bảo vệ dân tộc, nửa không. Đó thì có một số mấy cái ông lãnh đạo Việt Nam á, là sợ kiểu như là tuyên bố á, nếu mà giải thể đảng Cộng sản Việt Nam á, thì sợ tụi Tàu nó đưa quân qua nó xâm chiếm, nó kiếm chuyện đồ này nọ. Thì mấy cái ông này cũng nửa này nửa kia bám trụ theo làm tay sai cho bọn Bắc Kinh. Đó. Thì ý của mình muốn nói là nếu mà người Việt Nam của mình càng đi học tiếng Tàu, tiếng Trung là giống như là mình đang từ từ mình đang dâng hiến cái nước Việt Nam của mình cho cái bọn Trung Cộng, mà không, nó không cần một cái viên đạn, các bạn biết không? Đó thì
mấy em nhỏ, mấy em trẻ bên Việt Nam không có hiểu, thì mấy cái em này không có hiểu, là mấy em này không có hiểu tại sao mà mình học tiếng Trung là bất lợi cho dân tộc của mình đó. Bây giờ mình nói đơn giản như các bạn vậy thôi, tại sao mấy cái em du học quốc tế người ta thông minh, mấy cái người có bằng cấp luật sư, bác sĩ đâu, thí dụ đi người ta đi du thuyền hay người ta bị kẹt ở trong cái vùng dịch đó, bị bên Vũ Hán, mà mấy người có trí thức người ta nói tôi không có đem bệnh của tôi về, tôi truyền nhiễm cho đồng bào bà con tôi ở nước Mỹ hay bên Phi Châu hay này nọ. Các bạn thấy không, đó là một người trí thức thông minh, người ta có kiến thức. Cho nên những cái chuyện như vậy á, mấy cái em trẻ bên Việt Nam không có hiểu, nói ủa tại sao bao nhiêu người ta xếp hàng lớp lớp người ta mong được về, còn cái thằng cha nội này được có người về mà lại không có chịu về. Nước Mỹ chở chiếc máy bay bành xì nái qua rước về mà không chịu về. Đó thì đó là những cái người mà trí thức có dân trí của người ta cao, người ta mới có trình độ, người ta mới nghĩ được như vậy. Người ta bị mắc bệnh, hay là người ta không phải là không bị mắc bệnh, nhưng mà người ta ngừa luôn. Cho dù không mắc bệnh nhưng mà người ta đang sống ở trong vùng dịch, các bạn biết không, người ta không thèm về. Không thèm về, sợ đem bệnh hoạn về lây truyền nhiễm cho gia đình dòng họ của người ta, dân tộc của người ta. Đó là những người trí thức cao. Đó thì các bạn trẻ bên Việt Nam không có hiểu tại sao mình mà càng ùn mình đi học tiếng Trung á, là mình trúng cái bẫy, cái mưu kế. Cái này á, các bạn nghĩ bình thường các bạn không hiểu, nhưng mà những cái bác mà lớn tuổi, mà mấy cái người mà người ta kiểu như người ta có cái tầm nhìn về cái ý đồ của Bắc Kinh đó, là người ta sẽ đồng ý với những điều mình chia sẻ với các bạn. Đó thì Bắc Kinh đó, họ có một cái kiểu như cái chiến lược mà kinh tế, chiến tranh bằng kinh tế, chiến tranh kinh tế nó như thế nào, là họ khuyến khích người dân của họ đi qua Philippines, qua Miến Điện, qua Việt Nam, mấy cái nước nào mà dễ luộc phi châu á, cho du lịch ào ào qua ăn xài tiền, phải không, để chuyển hóa những cái nước này á, từ từ á là thành những cái thuộc địa của Trung Quốc đó. Thì nếu như mấy cái em trẻ bên Việt Nam á càng học tiếng Trung á, là càng giống như sau này đi qua học tiếng Trung, đi qua bên Vũ Hán hay đi qua bên Bắc Kinh, Thượng Hải gì đó làm ăn, rồi cái bắt đầu dần dần cái mình bị lây nó thì mình trúng cái bẫy của nó. Nếu như mà nước Việt Nam của mình mà dần dần mà mình nói tiếng Bắc Kinh, phải không, thì chẳng khác nào mình là một cái tỉnh của Bắc Kinh rồi. Đó là cái bằng chứng, đó là bao nhiêu xương máu của ông cha của mình, bao nhiêu công phu của ông cha của mình, không giết tiếng Trung, không nói tiếng Trung, bây giờ nó âm mưu chiến lược, nó muốn luộc Việt Nam của mình bằng cái cách là nó đưa dân du lịch của nó qua. Nó đưa dân du lịch của nó đó, nó qua là dân du lịch của nó là đại khái là mình cho cái đó là kinh tế chiến tranh, kinh tế mà nó dùng kinh tế mềm á để nó xâm lăng các nước lân cận á, mà nó lựa vô mấy cái nước nghèo không à, mấy cái nước mà bị yếu thế đó. Đó thì bây giờ các bạn hiểu tại sao Singapore họ nói tiếng Anh, Hồng Kông họ nói tiếng Cantonese. Mặc dù là người Hồng Kông á, với lại người Singapore là người ta là người Bắc Kinh, cái gốc gác của người ta, nhưng mà người ta không có muốn làm một cái để một cái bằng chứng gì để cho nó diện cái cớ là Singapore là một bộ phận không thể tách rời của Bắc Kinh, hay là Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời của Bắc Kinh. Đó các bạn biết không?
Thì cái từ mà một bộ phận không thể tách rời này á, là cái từ này mới bắt đầu á, là của cái ông gì mà hồi xưa ổng làm chủ tịch đó, ổng dùng. Rồi sau đó đó mấy phía bên Việt Nam đó, họ mới bắt chước theo, là tại vì Việt Nam của mình đó là họ lúc nào họ cũng đi theo cái mô hình của Trung Quốc đó. Chứ nếu mà thật sự mà họ bắt chước cái mô hình như là Singapore hay Nhật hay Nam Hàn đi thì Việt Nam của mình đâu có bị thuộc lệ cho Bắc Kinh, các bạn biết không? Đó. Đối với một người tầm thường nói thì nhìn đó thì người ta không có hiểu, người ta không có nghĩ là Việt Nam không phải là một cái bộ phận của Bắc Kinh, một cái lãnh thổ, nhưng mà thật sự Việt Nam của mình hiện bây giờ là nó không phải là 100%, nhưng mà nó đã một phần nào là nó dần dần nó đi về cái chiều hướng đó. Thì cái bằng chứng các bạn thấy đó, mấy cái người ở Macau, mấy cái người ở Hồng Kông, họ đâu có nghĩ họ là một cái nước mà dính líu với lại Bắc Kinh. Nhưng mà trên thực tế Bắc Kinh nói là Hồng Kông là của họ, mà thực tế Hồng Kông là của họ. Nhưng mà đối với người Hồng Kông đang sống ở Hồng Kông á, người ta cũng nghĩ như người dân Việt Nam của mình, người ta không có nghĩ là đất nước của tôi Hồng Kông, thành phố của tôi Hồng Kông không phải là của Trung Quốc. Nhưng mà thực tế nó là vậy. Ý của mình muốn nói là các bạn sống ở Việt Nam cũng vậy, các bạn cũng nghĩ như người Hồng Kông, Việt Nam không phải là của Trung Quốc. Nhưng mà trên thực tế đó thì mấy cái báo bên Việt Nam họ nói từ lúc đầu mình chia sẻ đó, họ nói là ở bên mấy cái nước văn minh Nhật Độ họ cho học sinh họ đi học bình thường. Đương nhiên người ta có một cái nền y tế, bác sĩ người ta đào tạo ở nước ngoài về, người ta có những cái thiết bị, những thuốc men đầy đủ. Các bạn biết không, gọi là người ta tự tin cái điều hành của người ta. Còn trong khi ở Việt Nam của mình á, thì á, ngày hôm qua là ngày 17 tháng 2 đó, là có một người du lịch Hồng Kông đi qua bên Đà Nẵng bị nhiễm cúm Vũ Hán. Mà bên báo Việt Nam á, không dám loan tin, bắt đầu dùng cái tựa đề là nói người châu Âu, khách du lịch châu Âu vẫn đi vô du lịch ở Việt Nam bình thường, chụp một cái tấm hình gì đó đưa lên. Trong khi đó đó, bên Hồng Kông, du lịch Hồng Kông, người ta đi Việt Nam người ta bị dính bệnh, bị nhiễm bệnh ở Đà Nẵng, thì không viết cái tin đó ra loan tin mà đưa cái tin khác lên. Các bạn thấy không? Bởi vì cái đó mấy người ta mới gọi là thông tin một chiều. Một chiều là tại vì trong một cái ngày đó nó xảy ra là hai vụ. Một người á, ở bên Hồng Kông á, bị nhiễm cúm Vũ Hán đi qua Đà Nẵng, thì không viết, mà viết về cái tin là người ở châu Âu đi du lịch qua bên Việt Nam bình thường. Các bạn biết không? Đáng lẽ cái đó là hai chiều, mình phải thông tin hai chiều, không thông tin một chiều à. Đó thì mình muốn chia sẻ cho các bạn hiểu đó là càng ngày đó mà dân Việt Nam, mà mấy cái em trẻ đó mà càng học tiếng Trung á. Mà tại sao mấy em trẻ này làm vậy, là tại vì bây giờ kinh tế của Trung Quốc nó khá, các bạn biết không? Mà cái văn hóa Việt Nam của mình đó thì người Việt Nam của mình đó thì bị thất thế có một cái hồi nào tới giờ nghèo, tâm lý nghèo thì ai cũng muốn dương lên đó là để tìm cái cơ hội. Mà cái cơ hội là nó nằm ở bên Bắc Kinh kinh tế của nó đó. Đó thì nó muốn dùng cái kinh tế của nó muốn đi cái chiêu từ từ nuốt Việt Nam của mình từng tí như con tầm vậy, nó ăn từ từ đó. Đó thì một ngày dân của nó vô nước của mình, sanh con đẻ cái nói tiếng Trung, đó là bao nhiêu công sức của đời ông cha của mình gầy dựng nước đó, là coi như là thua cho cái thằng Trung Quốc không cần một cái viên đạn.